Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Long Khánh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa sôi nổi được các cấp công đoàn thành phố tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Vòng chung kết hội thi đồng diễn thể dục do Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh tổ chức vừa khép lại, để là nhiều niềm vui phấn khởi cho các vận động viên và các đại biểu. 12 đội xuất sắc được ban tổ chức tuyển chọn từ 40 đội tham gia vòng sơ tuyển để cống hiến cho khán giả những màn đồng diễn ấn tượng đẹp mắt. Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và tạo mối đoàn kết giữa các đoàn viên, người lao động. Tụi em rất là vui và cảm thấy rất là hào hứng vì cái khoảng thời gian hè thì anh chị em công đoàn viên cũng ít có gặp nhau, và khi có cái hội thi này thì mọi người được tập trung tề tụ cùng với nhau và tập luyện để tham gia hội thi. Cũng hưởng ứng cái lời phát động của công đoàn, của Liên đoàn Lao động thành phố, thì đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động, ví dụ như giải cầu lông rồi giải đồng diễn thể dục thể thao. Thì thông qua những hoạt động đó thì các đoàn viên rất là phấn khởi, yêu thích và các cái hoạt động rất là sôi nổi, hào hứng. Cùng với hội thi đồng diễn thể dục nhân dịp này, 96 đoàn viên, người lao động đến từ 50 đơn vị công đoàn cơ sở địa bàn thành phố Long Khánh đã nhiệt tình và hào hứng tham gia giải cầu lông do Liên đoàn Lao động tổ chức trong hai ngày 29 và 30 tháng 7. Ngoài ra, theo Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh, trong tháng 7, các cấp công đoàn thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hội thao các trò chơi dân gian tuyên truyền về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn cho công nhân tại các doanh nghiệp. Và để động viên tinh thần của đoàn viên và người lao động thì chúng tôi phải tổ chức nhiều cái sân chơi cho đoàn viên cảm thấy là thoải mái hơn, để thì mới có được cái năng suất lao động và làm việc tốt. Với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực của các cấp công đoàn thành phố Long Khánh đã góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, qua đó củng cố bồi đắp thêm niềm tin của đoàn viên công nhân viên chức lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn Việt Nam.